Trong bối cảnh chỉ còn vài tiếng là tới giờ bỏ phiếu chính thức của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, cựu Tổng thống Donald Trump đã có cuộc vận động tranh cử tại thành phố Raleigh, tiểu bang North Carolina vào buổi trưa 4 tháng 11. North Carolina, với 16 phiếu đại cử tri, đang chứng kiến cuộc chạy đua quyết liệt giữa hai ứng cử viên. Chiều cùng ngày, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cũng thực hiện hai cuộc vận động tranh cử khác tại các thành phố Reading và Pittsburgh của bang Pennsylvania. Với 19 phiếu đại cử tri, Pennsylvania được giới phân tích nhận định là bang chiến trường có ý nghĩa quyết định nhất trong chiến dịch bầu cử năm nay. Tiếp đó, vào nửa đêm ngày 4 tháng 11, ông Trump có cuộc vận động tranh cử cuối cùng tại Michigan, tiểu bang có 15 phiếu đại cử tri. Cùng ngày, Phó Tổng thống Kamala Harris đã có hàng loạt nỗ lực vận động con thoi tại bang chiến trường quan trọng nhất, Pennsylvania. Bà Harris đã tiến hành 3 cuộc vận động phút chót ở Scranton, Allentown và Pittsburgh trong buổi chiều. Nửa đêm cùng ngày, nữ ứng cử viên này khép lại chiến dịch vận động tranh cử tại thành phố Philadelphia. Phát biểu trước cử tri tại đây, bà Harris bày tỏ tin tưởng đang có nhiều lợi thế trước ông Trump và bà sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay. Theo kết quả cuộc thăm dò cuối cùng trước giờ bỏ phiếu do tờ The Hill thực hiện, hai ứng cử viên đang ở thế cân bằng trên phạm vi toàn quốc khi cùng nhận được 49,3% số phiếu ủng hộ. Tại các bang chiến trường, ông Trump dẫn trước ở Arizona, Georgia, North Carolina và Pennsylvania. Bà Harris nắm ưu thế ở Michigan và Wisconsin, trong khi hai ứng cử viên cân tài ngang sức tại Nevada.